chân em là con cái là đi chân đất. Tôi tin tưởng rằng ý nghĩa khuyến nông sâu sắc của đại hội Trịnh Điền mang đến cho tất cả mọi người một khí thế mới, một không khí lao động hăng say, một tinh thần hiện đại hóa ngành nông nghiệp để góp phần đưa nghị quyết 66 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương Việt Nam, kiểu giáo của chúng ta càng càng ngày đẹp, tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội Trịnh Điền đội tên Xuân Nhâm Dần 2022. Một lần nữa, tôi xin chúc đồng bào, đồng chí, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc một năm mới, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, năm mới, tháng lợi mới. Xin chúc các gốc nông dân dồi dào sức khỏe để ruộng lòng luôn tốt tươi, luôn rộn rỡ tiếng cười, toàn lực, khí thế, lao động, sản xuất, đầu năm mới. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi cũng rất là vinh dự và tự hào được ban chỉ đạo lễ hội phân công để đóng vai vua đi cày. Cái tiêu chí là trước nhất là con người ta phải có con người là phải một người cao tuổi, trong hội người cao tuổi. Cái thứ hai là phải có sức khỏe và biết đi cày. Cái thứ ba tức là phải có phong độ và có uy tín đối với dân làng và của xã.